Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sau một cái thời gian mà người ta nói là nó hơi khá là dài luôn đó các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã tạo ra được một cái hội. Đây cái hội của mình đó là hiện tại là mình đặt tên tạm là cái hội Bet Việt nha các bạn. Thì các bạn nào mà có tên khác thì các bạn có thể góp ý của giùm mình đó bằng cách là các bạn inbox ở dưới cái video này luôn. Mình sẽ tham khảo những cái ý kiến của các bạn và có thể là mình sẽ đổi thành một cái tên mới. Chứ cái tên này thì mình cũng nghĩ ra của mình đặt tạm vậy thôi nha. Ok, rồi thì cái hội này á thì nói chung là mình đã tạo ra được một khoảng thời gian khá là lâu rồi các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái ngày mình tạo hội nha. Đây đã tạo nhóm vào ngày 10 tháng 7 2016, đó là mình tạo khá là lâu rồi, nhưng mà mình không có quản lý cái nhóm này tại vì mình thứ nhất là mình chưa có thời gian mà chưa muốn quản lý đấy. Nhưng mà từ bây giờ và sắp tới mình sẽ quản lý cái hội này đó, và để cho những bạn nào mà có cùng niềm đam mê thì hamster cũng như là tất cả các loại pet khác như là chó mèo nè, đó rồi nhím nè, rồi bò sát, đó nói chung là tất cả các loại pet luôn, thì các bạn nào mà có cùng đam mê như mình thì các bạn có thể vào tham gia hội của mình nha. Và vào trong hội mình thì các bạn có thể là mua bán, trao đổi rồi chia sẻ kinh nghiệm về những các loại bệnh của chuột hamster hoặc là các loại pet khác, và có thể là đăng những cái hình ảnh mà là cute của mấy con pet của các bạn vào đây đều được hết nha. Rồi thì trong cái video này thứ nhất mình sẽ chia ra 3 phần nha. Thứ nhất mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để gọi là vào trực tiếp cái hội của mình luôn, tại vì hiện tại là hội của mình nó chỉ mới là 213 thành viên thôi, thì cái lượng thành viên này nó khá là ít, vì thế là các bạn tìm trực tiếp ở trên Facebook này có thể là nó hơi khó, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn vào bằng những cái đường link nó sẽ dễ hơn nha. Rồi và cái thứ hai mình sẽ giới thiệu sơ qua cái hội mình coi trong này nó có cái gì nha, và cái thứ ba là mình sẽ nêu những cái lợi ích mà các bạn có được khi mà các bạn tham gia hội Bet Việt của mình. Ok, rồi bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ hướng dẫn. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể vào trực tiếp cái hội của mình luôn nha. Rồi thì để vào cái hội của mình thì các bạn có rất là nhiều cách đó, mà cách đơn giản nhất là các bạn lướt xuống cái phần mô tả của cái video này, mình sẽ để một cái đường link của cái hội Bet Việt của mình, để đường link cái hội, và các bạn chỉ cần nhấp vào cái đường link đó thì nó sẽ dẫn đến trang trực tiếp của cái hội này luôn đó. Và cách thứ hai nữa là đối với những bạn nào mà xài máy vi tính như thế này thì các bạn có thể là ở trên cái tấm ảnh này nè, đấy các bạn có thể là vào cái đường link ở những cái phản mục này. Ở đây là Facebook cá nhân của mình nè, ở đây là đường link kênh YouTube nè, ở đây là fanpage là cái chỗ mà các bạn có thể đặt hàng rồi đó. Còn cái cuối cùng đó chính là nhóm đó, được đưa con chuột vô cái là nó hiện trên nhóm liền đó, thấy không đó, thì các bạn chỉ cần nhấp vào đây đó thì nó tự động đó dẫn các bạn vô cái hội Bet Việt này luôn đấy. Đó rất là đơn giản luôn, thấy không. Đối với những bạn mà xài điện thoại thì các bạn vào kênh YouTube của mình, đây là kênh YouTube của mình nha, và các bạn kéo sang đến cái phần giới thiệu nha. Đấy, đến cái phần giới thiệu thì các bạn sẽ gọi là thấy những cái mục như thế này, ví dụ như Facebook nè, YouTube, fanpage và nhóm đó, các bạn bấm vào nhóm cho mình đấy, và nó có thể là cái điện thoại của bạn nó sẽ gọi là hiện ra những cái trang web để mà mở cái nhóm này lên đó, thì nó sẽ tự động gọi là chuyển hướng các bạn đến cái Facebook và đến cái nhóm của mình luôn đó, thấy không đó, rất là dễ luôn đúng không. Đấy, cái này là dành cho những bạn nào xài điện thoại nha. Rồi và sau khi mà các bạn vào được cái nhóm của mình rồi, cái hội của mình rồi, thì tiếp theo là các bạn hãy bấm vào tham gia nhóm nha. Thì cái nhóm của mình đó là cái nhóm công khai nha các bạn. Đây như các bạn đã thấy thì hiện tại mình sẽ để cái nhóm là nhóm công khai, thì tất cả các bạn vào đây, các bạn chỉ cần vào những cái đường link mà nãy mình nói thôi, hoặc là các bạn vào Facebook các bạn bấm hội Bet Việt thì có thể là nó sẽ ra nha. Đó thì các bạn có thể là xem những cái bài viết của những bạn này đăng luôn đó, chứ nó không có giống như là cái hội kín. Hội kín thì các bạn vào thì các bạn phải tham gia nhóm và các bạn phải được quản trị viên xét duyệt là thành viên thì các bạn mới có thể là xem những cái bài viết của các bạn ở trong đây. Rồi thì các bạn bấm vào tham gia nhóm cho mình. Đây, các bạn xài trên điện thoại thì đều làm như vậy hết nha. Thì ở đây các bạn phải gọi là trả lời 1, 2, 3, 3 cái câu hỏi này, và các bạn xem kỹ những cái quy tắc ở trong nhóm mình, để mà các bạn vào nhóm mà các bạn giao lưu rồi đó thì nó sẽ gọi là đúng theo đó, nếu như mà không đúng thì có thể là các bạn gọi là bị gọi là xóa ra ngoài đấy. Các bạn lưu ý những cái này giùm mình nha.
cái câu hỏi này giống như là một bạn đăng ký vậy đó, thấy không? Đăng ký rồi để mà vô hội của mình gì đó, đăng ký một cái miếng giấy nhỏ nhỏ như thế này. Thì mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào mà trả lời hết ba cái câu hỏi này của mình, mình sẽ xét duyệt ngay và luôn nha. Đấy, còn cái này thì các bạn đọc kỹ cũng được, còn không thì vô hội của mình thì các bạn ngay phần giới thiệu thì nó đều có những cái quy tắc này hết. Đó, các bạn nhấp vào đây. Đấy, tôi đồng ý với các quy tắc nhóm. Rồi các bạn bấm chữ gửi ở đây. Rồi và mình sẽ là xét duyệt cho các bạn trong thời gian ngắn nhất luôn nha. Đấy. Rồi, các bạn trả lời ba câu hỏi này nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ nha, bạn đã từng nuôi thú cưng chưa? Thì các bạn bấm có rồi hoặc là chưa, hoặc là chuẩn bị nuôi hay là gì đó vân vân đều được hết. Và bạn đang nuôi loại pet nào? Đấy thì các bạn có thể là nhấn là trả lời bằng cách là nuôi hamster, chó, mèo, gấu, beo, rồi dôi hay là gì đó, vân vân. Đó, cái con nào, nói chung con nào các bạn thích bạn bấm vô. Đấy. Rồi bạn tham gia nhóm với cái mục đích gì? Và cái này thì các bạn có thể trả lời là vô giao lưu, trao đổi hoặc là vô cho vui cũng được. Đó, bla bla. Đấy, các bạn có thể là trả lời bằng cái ý kiến của bạn. Rồi, xong các bạn bấm chữ gửi và mình sẽ gọi là xét duyệt cho các bạn trong một khoảng thời gian ngắn nhất nha. Ok, rồi đây là cái cách mà các bạn có thể gọi là đăng ký mà để mà tham gia cái nhóm của mình. Rất là dễ dàng luôn, các bạn chỉ cần bỏ ra vài giây thôi. Đó, cần trả lời những cái câu hỏi, những cái dòng ngắn ngắn thôi chứ không cần dài lắm đâu. Rồi và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cái hội của mình nha. Đây cái hội bếp Việt của mình nha. Thì khi mà các bạn vào hội bếp Việt này thì các bạn có thể gọi là, đây mình sẽ vào cái phần giới thiệu nè. Đó, mình có ghi một cái phần mô tả nhỏ nhỏ ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái phần này để giới thiệu sơ qua cái hội của mình với cái mục đích mình lập ra để làm cái gì nha. Thì mình tạo nhóm này với cái mục đích là tạo ra những sân chơi bổ ích cho những bạn nào có cùng đam mê về các loại thú cưng. Các bạn có thể là đăng những câu hỏi nè, đó, mua bán, trao đổi với các thành viên với nhau. Đó, thì các bạn có thể đăng với tất cả các loại thú cưng nào mà bạn đang nuôi, như là hamster, sóc, cá, chó, mèo, rồi bò sát, rồi bla bla, đó, vân 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 vân. Rồi, và cái tiếp theo là nếu như bạn thấy bất kỳ những bài viết nào có hành vi lừa đảo, vui lòng báo cáo hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho mình qua cái đường link này. Đấy, các bạn vào phần giới thiệu thì các bạn sẽ thấy cái đường link cái trang Facebook cá nhân của mình. Đó, các bạn gửi tin nhắn qua đây cho mình nha. Rồi lưu ý, các bạn biết không liên quan đến thú cưng sẽ bị xóa ra khỏi nhóm vĩnh viễn. Đấy, thì đối với những cái hành vi mà lừa đảo thì mình rất là ghét luôn. Đó, vì thế mà nếu như mà các bạn phát hiện ra những cái hành vi, những hoặc là những cái bài viết buôn bán nào mà có cái hành vi lừa đảo đó, thì các bạn có thể gọi là báo cáo bằng cách như là bây giờ mình sẽ lấy một cái bài viết của bạn này nha. Cái này thì mình chỉ ví dụ cái bài viết này thôi nha, chứ mình không có ý xấu gì tới cái bài viết này hết nha. Đây mình sẽ ví dụ các bạn, nếu như cái bài viết này có vấn đề gì đó thì các bạn có thể gọi là báo cáo bài viết nè. Đó, thì các bạn vào đây thì nó sẽ có những cái mục này để các bạn có thể bấm vào một trong những cái mục này mà các bạn thấy nó hợp lý nhất đối với cái hành vi của cái bài viết đó. Rồi bấm xong bạn gửi thì nó sẽ thông báo cho mình và mình sẽ xử lý cái bài viết đó. Ok, còn cách thứ hai thì nãy mình có nói ở đó, thì các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp qua cái Facebook của mình. Đây mình sẽ để cái đường link ở trong cái phần mô tả này luôn. Đó, cái Facebook cá nhân của mình, các bạn chỉ cần bấm vào đây và gửi tin nhắn trực tiếp của mình. Và những cái hành vi đó thì chắc chắn là mình sẽ xóa cả bài viết lẫn thành viên ra khỏi nhóm bên biển luôn nha. Đó, thì vì mình muốn gọi là xây dựng một cái hội của mình gọi là sạch sẽ, để trong sạch chứ không có những cái thành phần mà gọi là lừa đảo gian dối ở trong đây, thì mình rất là ghét những cái thành phần đó luôn. Thì vô đây thì các bạn có thể là mua bán giữa các thành viên với nhau, ví dụ như là ở nhà của các bạn mà gọi là nuôi hamster hoặc là con pet nào đó mà nó đẻ nhiều quá, các bạn nuôi không nổi, thì các bạn có thể vào đây đấy gọi là đăng bài bán thoải mái luôn. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể vào đây đi trao đổi kinh nghiệm nuôi hamster cũng như là các loài pet khác với nhau. Ví dụ như là mình thấy có khá là nhiều bạn mà hamster của bạn nó bị bệnh hoặc là bị thương gì đó, thì các bạn cần gấp thì các bạn có thể đăng bài vào đây. Đấy, thì sẽ có những cái người bạn thành viên ở trong những cái nhóm này, người ta sẽ là hỗ trợ cho các bạn nha. Đấy, thì rất mong là các bạn sẽ tham gia cái nhóm này với cái mục đích lành mạnh là các bạn hỗ trợ giữa các thành viên với nhau. Đấy, ví dụ như các bạn lướt Facebook mà thấy một cái bạn nào đó trong cái hội của mình cần sự trợ giúp cho cái con pet của bạn đó, thì các bạn vui lòng là nếu như mà các bạn biết á, hoặc là các bạn hiểu rõ về cái bệnh đó, hoặc là các bạn có thể biết chữa được cái bệnh đó, thì các bạn có thể inbox để mà chia sẻ, đấy, để giúp cái con pet của bạn đó được khỏe mạnh nha.
Rồi và cái tiếp theo mà mình thấy cũng khá là quan trọng khi mà các bạn tham gia cái hội của mình, đó chính là về cái quy tắc nhóm. Cái quy tắc nhóm này mình sẽ phân ra 3 mục nha. Đây, 3 mục này thì mình các bạn vào nhóm mình thì mình khuyên các bạn là nên đọc nha. Thì 3 cái mục này mà khi mà các bạn gọi là đăng ký mà tham gia nhóm của mình á thì mình có để ở phía dưới luôn để các bạn có thể đọc sơ qua. Còn các bạn nào chưa đọc kịp thì có thể vào cái phần giới thiệu và kéo phía dưới, nó sẽ có cái quy tắc nhóm. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua ba cái quy tắc này nha. Thì cái thứ nhất là không buôn bán các mặt hàng không liên quan đến thú cưng nè. Để thì cái hội này của mình á, mình lập ra thì trong khoảng thời gian mà lập ra mà mình không có quản lý á thì có rất là nhiều người vô đăng bánh tráng trộn, rồi kem trộn, rồi đồ trang sức, rồi rất là nhiều luôn. Và mình đã xóa bớt rồi đó, mình đã là dọn rác bớt rồi đó. Còn hiện tại thì mình quản lý rồi thì tất cả các bài viết không liên quan đến thú cưng á thì hoàn toàn là mình sẽ không có xét duyệt qua nha. Đó, ví dụ như là quần áo rồi đó thì mình sẽ không có cho vào đây. Và những cái bài viết liên quan tới thú cưng, hamster, chó, mèo, đồ, tất cả thì đều được xét duyệt qua hết. Và những cái bài viết đó thì tất nhiên là phải hợp lý đấy thì mình mới xét duyệt qua. Còn nếu như mà nó là bất hợp lý thì có thể là mình sẽ từ chối nha. Đấy, thì cái này thì đều hiển nhiên rồi, các bạn thông cảm nha. Đấy, các bạn vào nhóm thì các bạn thông cảm như mình, không có đăng những linh tinh ở ngoài gì đâu nha. Rồi và cái thứ hai đó chính là các bạn phải cẩn thận khi trao đổi mua bán giữa các thành viên với nhau. Đó, thí dụ như mà các bạn mua một cái con hamster hoặc là mua một cái món đồ chơi nào mà người ta gọi là bắt lại á, người ta gọi là bán đồ cũ lại á, thì các bạn phải cẩn thận cái người đó. Đó, các bạn phải tìm hiểu người đó rồi trao đổi sau đó, rồi chuyển tiền sau đó. Hoặc là ở đây mình có ghi rõ nè, các bạn có thể là chuyển khoản trước hoặc là gửi hàng qua bưu điện COD. COD là thu tiền tại chỗ á đó, tránh là cái việc là các bạn mất hàng rồi mất tiền đó nha. Đấy, thì cái này thì mọi người mua bán và trao đổi với nhau thì các bạn đều gọi là giải quyết hết đấy, và hội cũng như là mình là quản trị viên mình sẽ không có gọi là chịu trách nhiệm qua những cái việc đó. Đấy, mua bán là việc của các bạn giữa người mua và người bán thì các bạn phải trao đổi cho thật kỹ rồi các bạn hãy mua nha. Đấy, các bạn lưu ý này giùm mình. Rồi và cái thứ ba đó, cái này nãy mình cũng đã nhắc một lần rồi và bây giờ nó vẫn nằm ở trong cái quy tắc nhóm luôn, là không lừa đảo. Đấy, cái này là đặc biệt là không có ở trong cái nhóm mình nha. Thì các bạn tham gia nhóm là hội vua lòng là trung thực nè, để trao đổi mua bán thật thà nè, đấy, không lừa gạt gian dối nha. Đó, mọi hành vi lừa gạt sẽ bị chặn ra khỏi hội vĩnh viễn nha. Đó, nhấn kỹ là bị chặn ra khỏi vĩnh viễn đó nha. Đó, rồi thì các bạn lưu ý này cho mình nha. Và các bạn nào mà thấy những cái thành phần nào mà lừa đảo rồi đó thì các bạn là báo cáo liền cho mình để mình gọi là chặn liền. Thế thôi, người ta đi lừa gạt bạn này bằng kia không biết nữa thì sẽ mất tiền rồi này kia kia nọ nữa. Đấy, rồi thì đây là cái quy tắc nhóm của mình, chỉ có 3 cái thôi, nhỏ nhỏ 3 cái thôi. Và sắp tới nếu như mà có thêm cái gì nữa thì mình sẽ gọi là cập nhật ở trong đây luôn nha. Rồi và cái cuối cùng đó chính là những cái lợi ích mà khi các bạn vào tham gia hội của mình thì các bạn sẽ có những cái lợi ích gì. Đấy, thì á như hồi nãy mình nói á, thì khi mà các bạn tham gia hội thì các bạn có thể là mua bán trao đổi kinh nghiệm với nhau đó, giữa các thành viên về tất cả các loài hamster, ví dụ như là sức khỏe nè, cũng như là kinh nghiệm nuôi thú cưng, nuôi hamster đó, hoặc là mua bán những cái đồ cũ mà các bạn gọi là dư đó, thì các bạn có thể gọi là chia lại cho những bạn trong thành viên này để với giá rẻ hơn. Thì các bạn mà tham gia hội của mình thì các bạn có thể đăng bài trong đây để mà mua bán và trao đổi luôn đó, các bạn không cần chạy khắp nơi để mà rao bán gì hết trơn á đó, các bạn chỉ cần vào hội của mình đấy và đăng bài đấy. Và nếu như mà các bạn gặp được những bạn nào đó mà gọi là hợp với mình đó thì các bạn có thể mua bán đấy và trao đổi với nhau đó, thì rất là thuận tiện cho các bạn đó luôn. Đặc biệt là những bạn mà hamster của bạn mà nó bị chuột cống nó cắn hoặc là nó bị thương gì nặng á thì các bạn cần sự trợ giúp liền luôn á, thì các bạn có thể vào cái hội của mình và đăng bài nha. Thì hiện tại là cái hội của mình cái thành viên nó còn khá là thấp, khoảng đâu đó 200 mấy thôi à. Đây mình sẽ cho các bạn xem thành viên. Đấy, khoảng 213-14 thành viên thôi. Thì đồng nghĩa đến với cái việc á là các thành viên ít á thì cái bài viết của bạn sẽ được phản hồi chậm hơn. Đó, thì sắp tới mình sẽ gọi là chủ động gọi là kêu gọi những cái bạn ở trên kênh YouTube của mình. Đấy, đồng thời là Facebook được á, kiểu đó mình sẽ kêu những bạn đó gọi là tham gia hội để mà cái lượng thành viên của mình nó sẽ tăng lên đâu đó là khoảng 1000 nha. Đấy, mình hy vọng là nó sẽ tăng lên 1000 nhanh nhất nha. Đấy thì trong mỗi cái video của mình đăng lên thì nó đâu khoảng là 1000 bạn xem. Đấy thì mình hy vọng là cái hội bếp Việt của mình
thì nó sẽ được 1.000 thành viên trong thời gian ngắn nhất. Thì nếu như mà cái lượt thành viên tăng lên á, thì mỗi cái bài viết của bạn đăng lên thì cái lượt phản hồi á, nó sẽ nhanh hơn đó, thì cái đó thì nó sẽ rất là giúp ích các bạn rất là nhiều luôn đó. Những bạn nào mà tham gia hội mình sẽ có những cái quyền lợi đó. Thì các bạn tham gia hội á, thì các bạn gọi là hỗ trợ mình bằng cách là các bạn gọi là chia sẻ cái hội này, hoặc là các bạn mời thêm cái bạn bè của bạn vào đấy. Các bạn biết bạn bè của bạn mà thích hamster hoặc là có nuôi thú cưng rồi đó, thì các bạn có thể là mời vào cái hội này đấy, để lượt thành viên nó tăng lên nhanh chút nha. Đấy thì các bạn hãy giúp mình đấy, cùng mình và giúp mình đó, gọi là phát triển cái hội này thật là nhanh nha. Ok, thì cái đó mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi và một điều cuối cùng nữa, đó chính là sắp tới thì có thể là mình sẽ tổ chức event rồi đó. Đó thì mình sẽ tổ chức ở trong cái hội này để cho những bạn nào mà tham gia hội thì có thể là tham gia event cũng như là nhận quà đồ hen. Đó. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và mình không còn gì chia sẻ trong cái video này nữa. Và mình rất mong là các bạn sẽ tham gia hội của mình thật là đông, thật là nhiều. Đồng thời là các bạn hãy cùng mình xây dựng nên cái hội này đấy thật là lớn nha, thật là lớn và mạnh nha. Đấy thì mình hy vọng là nó sẽ được là 1.000 thành viên trong thời gian ngắn nhất nha. Và không chỉ là 1.000 thành viên không, và nó có thể là tiến xa hơn 1.000 thành viên, 2.000, 3.000, 4.000, rồi thậm chí là 10.000, mười mấy ngàn. Đấy thì cái đó thì nó hơi bị lớn thì không biết như thế nào. Thì rất mong là các bạn hãy cùng mình xây dựng nó nha. Các bạn nhớ là gọi là chia sẻ cũng như là mời thêm bạn bè đồ vào cái hội này để mà mọi người có thể tham gia hội cũng như là có thể giao lưu, mua bán, trao đổi giữa với nhau nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.